Thực hiện nghị quyết số 09 về chủ đề công tác năm 2018 là bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và nghị quyết số 12 về bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thời gian qua, huyện Bình Liêu đã có nhiều cách làm phù hợp với thực tiễn địa phương. Xác định người dân là chủ thể của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã triển khai xây dựng mô hình thôn bản tự quản, góp phần thay đổi hành vi và trách nhiệm của mỗi người trong công tác bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh thôn xóm, hoàn thành các tiêu chí môi trường cũng như phát triển rừng bền vững. Bình Liêu hiện có 42.000 hectare rừng, trong đó phần lớn là rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn. Vì vậy, việc bảo vệ, chăm sóc, phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng và được huyện đặc biệt quan tâm. Tháng 7 năm 2008, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã có quyết định về việc giao hơn 1.000 hectare rừng cho cộng đồng thôn bản quản lý, bảo vệ và chăm sóc rừng. Trong đó, thôn Khe Vằn, xã Húc Động được giao 135 hectare rừng phòng hộ, thời gian 50 năm theo dự án trồng rừng Việt Đức. Cộng đồng thôn Khe Vằn có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng đúng mục đích, đồng thời khuyến khích bà con tích cực trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi chọc. Thôn Khe Vằn là một thôn đặc biệt khó khăn của xã Húc Động. Trước đây, việc bảo vệ rừng của người dân chỉ mang tính tự phát, công tác bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi là chủ của 135 hectare rừng, thôn đã thành lập Ban bảo vệ rừng cộng đồng gồm 11 thành viên hoạt động theo quy ước chung. Các hộ trong thôn cam kết không phá rừng làm nương rẫy, tích cực trồng, chăm sóc rừng, khai thác rừng đúng mục đích. Các hộ có nhu cầu lấy gỗ làm nhà phải được sự chấp thuận của Ủy ban Nhân dân xã và cộng đồng thôn. Những cây gỗ lớn lâu năm như thế này được người dân trong thôn gọi là cột mốc của rừng. Trong khu rừng thôn quản lý có hơn 2.000 cột mốc như vậy. Tất cả những cây gỗ lớn trong rừng đều được đánh dấu vị trí khoanh nuôi bảo vệ. Việc tuần tra kiểm soát thường được thôn chia làm 3 tổ. Mỗi tháng các tổ tuần tra kiểm soát 3 lần để có kế hoạch trồng rậm những khoảnh rừng còn trống, phát băng cản lửa, dọn thực bì phòng chống cháy rừng. Trước đây người lạ vào rừng chặt phá rừng còn dọa đánh người dân trong thôn khi bị tố giác. Sau khi được giao bảo vệ rừng thì chúng tôi đã ngăn chặn được rất nhiều người từ nơi khác vào rừng chặt cây. Nhiều trường hợp cố tình chúng tôi đã báo công an và kiểm lâm trợ giúp. Từ khi rừng giao cho chúng tôi bảo vệ, số vụ chặt phá rừng gần như không còn. Người lạ vào rừng đều được nhân dân báo kịp thời. Việc giao đất giao rừng cho thôn bản nhằm đảm bảo rừng có chủ, thuận lợi cho công tác bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa gắn với rừng của cộng đồng các dân tộc, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân. Từ cái năm 2008 trở lại đây thì thành lập có các cái tổ ấy, chúng tôi Ủy ban Nhân xã thì cũng rất an tâm đến các cái tổ mà cũng thường xuyên cán bộ phụ trách thôn cũng thường xuyên xuống phối kết hợp để tuyên truyền tới nhân dân cho thế hệ mai sau để bảo vệ khoanh nuôi các cái rừng để cho tốt hơn. Chúng tôi Ủy ban Nhân xã cũng phối kết hợp với phòng nông nghiệp với lại hạt kiểm lâm, đối với Ủy ban Nhân xã cũng cử địa chính và cùng nhau đi rà soát lại cái rừng còn trống và hiện tại thì chưa thành rừng ấy, thì chúng tôi cũng xác định là có kế hoạch đầu tư các giống cây trồng cho bà con trồng rậm vào để cho phủ xanh. Cùng với việc bảo vệ phát triển rừng, năm 2018, huyện Bình Liêu xác định việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư, gắn kết chặt chẽ với phong trào xây dựng nông thôn mới, sẽ tạo bước đột phá thay đổi tư duy đã ăn sâu vào tiềm thức của cộng đồng dân cư, nhất là thôn bản vùng sâu vùng xa, vùng đông đồng bào dân tộc thiểu số. Các ngành chức năng từ huyện đến cơ sở đã đến từng hộ dân ở những thôn bản được đánh giá điểm nóng về môi trường để tuyên truyền trực tiếp. Là ban đầu ấy vận động cái bản là nhái này là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đấy. Vệ sinh môi trường thì bẩn. Xong rồi vận động nhân dân thì ban đầu ấy thì chưa thực hiện.
Đấy, xong rồi phải vận động các cái ban ngành đoàn thể của xã vào, xong rồi cùng với nhân dân thì họ mới làm. Đấy, hàng tuần chúng tôi là phải lên cái lịch ấy, cứ mỗi tuần phải đi một lần. Đấy, bên các cái đoàn thể phụ nữ, thanh niên, mặt trận, cựu chiến binh, đấy, cứ phân công nhau vào mà dọn vệ sinh môi trường. Những thời điểm này là cơ bản là đạt cái kết quả là như mình theo cái kế hoạch đề ra. Đấy. Vệ sinh môi trường bây giờ là nhìn chung là khá hơn, sạch sẽ hơn. Thôn Nà Nhái là thôn khó khăn của xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu. Toàn thôn có 76 hộ thì có đến 56 hộ nghèo cận nghèo, 100% là người dân tộc Dao. Do trình độ nhận thức của bà con còn nhiều hạn chế, tập quán sinh hoạt lạc hậu, ý thức về vệ sinh môi trường chưa được quan tâm. Vì thế từ đường làng, ngõ xóm, nhà cửa, đầu đầu cũng thấy rác thải. Chuồng nuôi gia súc ngay trước cửa nhà và cạnh bếp tạo mùi khó chịu. Trước thực trạng đó, bản Nà Nhái cùng với chi hội phụ nữ, mặt trận Tổ quốc xã Vô Ngại đã thành lập tổ tự quản, nòng cốt là chị em phụ nữ. Tổ tự quản có trách nhiệm vận động hướng dẫn cách giữ vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Đây là một buổi tuyên truyền vận động hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân từ việc gấp quần áo, quét nhà, sắp xếp các đồ dùng trong nhà gọn gàng ngăn nắp. Nhiều chị em trong thôn khi tổ tuyên truyền đến còn ngại ngùng, nhưng dần thành quen, mọi người cũng đã có ý thức, mạnh dạn chủ động hơn trong việc vệ sinh môi trường hàng ngày. Sau khi chị em phụ nữ đến hướng dẫn rồi lại cùng mình dọn nhà, mình cũng học được cách sắp xếp đồ đạc trong nhà gọn gàng, ngăn nắp hơn. Chồng và các con không xả rác bừa bãi nữa, biết gấp chăn màn khi ngủ dậy. Sau mỗi bữa ăn biết rửa sạch bát đĩa và úp lên chạn. Vừa qua, huyện cũng đã hỗ trợ 4 triệu đồng một hộ để xây nhà vệ sinh cho các hộ trong thôn. Theo chương trình này, đã có gần 20 nhà vệ sinh được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe nhân dân. Định kỳ 2 tuần một lần vào ngày Chủ nhật, Tổ tự quản thôn Nà Nhái lại tổ chức toàn dân tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Do vậy, ý thức của bà con trong thôn Nà Nhái đã có nhiều thay đổi, không vứt rác bừa bãi như trước kia. Nhân dân trong thôn phấn đấu sớm trở thành điểm sáng trong công tác vệ sinh môi trường và trở thành điểm du lịch cộng đồng được du khách biết đến. Trong thôn chúng tôi là vừa rồi thì về cái vệ sinh môi trường thì chúng tôi đã phân thành 3 tổ, xong mỗi tổ là thường xuyên quét mỗi tuyến đường khác nhau. Và rồi tới này chúng tôi sẽ vận động người dân di chuyển chuồng trại ra xa nhà. Tiếp nữa là cũng vận động nhân dân hiến đất để làm những cái hệ thống cống rãnh thoát nước. Mô hình bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng của huyện Bình Liêu thời gian qua đã phát huy được sức mạnh của tập thể. Nhiều cách làm hay, sáng tạo được hình thành qua mối liên kết cộng đồng dân cư. Điều quan trọng nhất là ý thức của người dân về bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất được nâng lên rõ rệt. Người dân nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ quyền lợi của mỗi người. Đây cũng là giải pháp cơ bản trong việc bảo vệ môi trường và phát triển rừng bền vững. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là kế hoạch của Ủy ban nhân huyện về thực hiện chủ đề công tác của năm, và đặc biệt là tập trung cái việc mà tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường và tăng cường những hoạt động bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, có nếp sống sinh hoạt ăn ở hợp vệ sinh, và tăng cường cái công tác quản lý bảo vệ rừng, không thực hiện cái việc mà khai thác rừng trái phép. Và cùng với cái định hướng chỉ đạo gần đây của tỉnh liên quan đến cái việc mà bảo vệ khai thác tài nguyên cát đá sỏi, thì chúng tôi tăng cường quản lý và cũng như là ngăn chặn những cái hiện tượng khai thác trái phép, và cũng như là phải có biện pháp hoàn nguyên để đảm bảo cái cảnh quan môi trường các khu vực sông suối trên địa bàn huyện. Năm 2018, chủ trương bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên đang được nhân dân tiếp nhận và tích cực tham gia thực hiện để xây dựng huyện Bình Liêu nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung phát triển nhanh và bền vững, ngày càng xanh đẹp hơn trong tương lai.